Cảm xúc của Nhi hiện giờ đi, không biết sao mà đang chuẩn bị đi vào xem một bộ phim hài, nhưng mà Nhi thì lại đang có một cái cảm xúc gì đó nó rất là xúc động, khó tả lắm, bởi vì là đã được đọc rất là nhiều lời khen từ mọi người dành cho bộ phim Bố Già ở cái suất chiếu trước. Phải biết rằng là mọi người đã rơi nước mắt rất nhiều, nên là bây giờ Nhi đang rất là hồi hộp để mà có thể thưởng thức một bộ phim rất là nhiều công sức, rất là nhiều tâm huyết đến từ anh Trấn Thành cũng như là ekip. Bạn Đức Thắng cũng đang rất là chờ đợi để mà có những cái khoảng không gian cho bạn xem lại một cái bộ phim. Cảm giác là đây sẽ là một bộ phim mà mọi người không thể bỏ lỡ đâu. Hãy ra rạp xem nha mọi người vào ngày 12 tháng 3 nhé. Có, Nhi đã biết về cô máy quan sát 2 tỷ đó và đã được xem anh Thành có khoe ở trên mạng cho mọi người xem rồi. Và mình, trời ơi, có lẽ rằng là cái đó chỉ là một phần nhỏ thôi. Vì mọi người sẽ có thể chiêm ngưỡng được những điều mà khủng khiếp hơn nữa đến từ bộ phim Bố Già, Nhi tin là như vậy. Cả Thắng và Nhi đều là có thể nói là fan hâm mộ của series Bố Già từ khi mà được xem cái buổi họp báo ra mắt của web drama Bố Già rồi. Cho nên là khi mà biết được là Trấn Thành sẽ lên một cái kế hoạch lên dự án cho Bố Già phiên bản điện ảnh thì cả hai đều đã mong chờ được ra rạp để mà xem tận hưởng cái bộ phim điện ảnh Bố Già này từ lâu lắm rồi. Và bản thân hiện tại thì đang rất là háo hức để mà được thưởng thức những cái thước phim vừa đời vừa sâu lắng mà Trấn Thành sẽ mang đến cho chúng ta. Nhi thì cũng giống như là anh Thắng vậy, và ngoài những điều mà anh Thắng vừa chia sẻ thì Nhi nghĩ rằng là đây là một cái mẫu chuyện khác ở bên lề series mà Bố Già mọi người đã từng biết, và Nhi đang rất là trông chờ một cái cốt truyện, một cái nội dung rất là hấp dẫn mà từ anh Trấn Thành mang lại cho tất cả mọi người trong cái đợt chiếu phim lần này. Và trước khi đến đây thì Nhi và anh Thắng có nghe mọi người chia sẻ rằng là đợt phim Bố Già rất là xúc động và vô cùng là hay, nên là đang rất là nóng lòng để có thể vào để thưởng thức những tâm huyết, những công sức của cả ekip. Và mọi người ơi, hãy cùng nhau ra rạp để cùng thưởng thức bộ phim Bố Già vào ngày 12 tháng 3 nhé. Và xem phim thôi.